lửa cháy vùng ngục, nín cả chân mây lẫn mặt đất. Khối cuộn thành đám lớn lan từ trại này qua trại kia, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn không thể nào kiểm soát. Quân Tống chết phải đến hơn một nửa. Thay người thống ruột loài mắt đầy khắp nơi đóng quân, kinh dị đến mức người dân địa phương về sau gọi đây là cánh độc xác. Bốn mươi ngày nữa trôi qua sau lần giao tranh cuối cùng ấy, đây là chiến thắng lớn nhất và là trận chiến ác liệt nhất kể từ sau trận Bạch Đằng của Ngô Quyền. Quân Tống đứng trước một tình thế hung hiểm, nếu vẫn cố lì lợm tử thủ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quét sạch. Quách Quỳ đang chán nản thì nhận được lá thư. Đọc xong thư, thấy lời lẽ nhã nhặn, không trịch thượng, không coi thường Đại Tống mà lại rất hợp tình. Thôi thì rút quân về. Thất bại này đã làm cho nhà Tống hết muốn xâm lược quận Giao Chỉ mà buộc phải công nhận Đại Việt là một nước riêng. Sơn Hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Đại chiến như Nguyệt Giang, sông núi nước Nam vua Nam ở. Lá cờ xoáy bay phật phật trong cuồng phong dữ dội. Ranh ranh định phận tại sắc trời. Một dải sông như nhịp bừng lên ánh đuốc, tiếng trống tiếng chiêng bừng bừng khí thế. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? Chẳng mấy chốc, bên phía bắc sông như nhịp biển lửa dâng tràn không trung, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Lý Thường Kiệt áo bào đỏ bay phất phới, hùng dũng xách đại đao dẫn đầu ba quân xông vào doanh trại. Xin được giới thiệu đến các bạn một công thức chiến thắng bí mật để một đội quân nhỏ yếu, không có kinh nghiệm, thậm chí là nghèo nàn, lạc hậu có thể tạo nên cuộc chiến đánh bại tham vọng bành trướng lãnh địa của những thế lực quân sự hùng mạnh đang chi phối lịch sử thế giới. Không sai, thứ chúng tôi đang nói đó chính là chiến thuật tác chiến phi đối xứng. Đây cũng là điều các bạn đã thấy trong biết bao lần vấp ngã của các nước như Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp trên quãng đường dẫn đến tham vọng bá chủ thế giới của họ. Nhưng có thật đó là một chiến lược hoàn hảo. Là dự án được tiến hành dựa trên những trải nghiệm kinh hoàng của lính Mỹ trước các lực lượng xung kích, được tạo ra để khắc chế lối tác chiến, nắm thắt lưng địch mà đánh, cực kỳ phức tạp và khó lường của các lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó là mẫu trực tăng chiến đấu Sikorsky S-67, mẫu trực tăng chiến đấu mở đường cho sự ra đời của dòng A-64 Apache lừng danh thế giới. Tiến hành dựa trên những trải nghiệm kinh hoàng của lính Mỹ trước các lực lượng xung kích, được tạo ra để khắc chế lối tác chiến, nắm thắt lưng địch mà đánh, cực kỳ phức tạp và khó lường của các lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó là mẫu trực tăng chiến đấu Sikorsky S-67, mẫu trực tăng chiến đấu mở đường cho sự ra đời của dòng A-64 Apache lừng danh thế giới. Lần thứ ba Mông Cổ xâm lược thì ông có kinh nghiệm rồi nên chỉ phán easy. Năm nay đánh giặc nhàn, kỳ này không chơi giường không nhà trống nữa, nhàm rồi. Ngồi trong thăng long thủ luôn mới gọi là dân chơi. Rồi Quốc Tuấn cho quân đi đốt lương thực địch. Trên chiến trường thì lính là xe, mà lương là xăng. Hết xăng thì sẽ khỏi chạy, đơn giản vậy thôi. Đến khi giặc đói quá chịu không đổi phải rút thì ông phản công. Một trận địa cọc dày đặc được set up ở sông Bạch Đằng.
Trận thủy chiến huyền thoại của Ngô Quyền ngày xưa lại được tái hiện một lần nữa. Giờ rơi đã đến, thuyền Mông Cổ bị thuyền nhà Trần vũ vào tử địa, bãi cọc nhô lên sắc nhọn xuyên thủng đáy thuyền.